là đối với cái xã Thanh Trạch là một trong những xã mà đế quốc Mỹ là đánh phá nhiều nhất, hình như một cái túi bom mà đế quốc Mỹ ấy, là đổ dao xuống ở đây. Đời sống dân dân lúc đó rất vất vả khó khăn, mà theo tinh thần chủ trương của Đảng bộ kêu gọi đồng bào dân dân trong toàn xã là chiến đấu sản xuất và sản xuất phục vụ là chiến đấu, tay cày tay súng ngày đêm là bám sát đó, là quê hương để vừa là bảo vệ quê hương vừa là phục vụ là sản xuất. Thì đó là trong thời kỳ đánh Mỹ. Sau đánh Mỹ thì đời sống của dân dân đó, do bom đạn là cày xới giết chóc chết hại thì như thế là rất khó khăn. Thì đi vào xây dựng kinh tế năm 75 đất nước hoàn toàn giải phóng thì có chủ trương Đảng bộ kêu gọi toàn dân là đi vào tái thiết và sản xuất giải quyết đời sống cho là cả một cái quá trình là do những cái điều kiện đế quốc Mỹ gây nên. Thì từ ngày mà được tái thiết và xây dựng lại quê hương thì được củng cố các cái hợp tác xã lớn sản xuất và thâm canh về nông nghiệp, ngư nghiệp thì coi như là ra khơi thì khai thác đánh bắt, thủ công nghiệp thì mở rộng ngành nghề để phục vụ đời sống nhân dân. Từ đó đến bây giờ chúng tôi sau thấy rằng sau khi có chủ trương đổi mới thì đời sống của nhân dân ngày càng phát triển, cuộc sống là được no đủ, xây dựng về giao thông thủy lợi điện trường thì coi như được là phát triển về cả là kinh tế văn hóa an ninh chính trị được ngày càng là phát triển và giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được đi lên. Những thành tựu đạt được trong 70 năm qua, từ năm 1945 đến nay, nó mang một ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân Thanh Trạch. Những thành tựu lớn lao đó trước hết là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bác Hồ kính yêu, sự chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bố Trạch, trực tiếp là vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các nhiệm kỳ và sự điều hành của cả hệ thống chính trị đã tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, thành tựu của Đảng bộ lần thứ 22, nhiệm kỳ 2010-2015 là một bước nhảy vọt toàn diện trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với những tiêu chí đạt được khá vững chắc, thể hiện sự lãnh đạo, năng động sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, là kết tinh sức mạnh của các thế hệ ông cha đi trước, là tổng hợp ý chí niềm tin của các cấp các ngành, của quần chúng nhân dân đoàn kết trên dưới một lòng đi theo Đảng, từng bước hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, đưa xã nhà mạnh bước đi lên trên con đường hội nhập. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, trong đó giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 30%, dịch vụ thương mại đạt 40%, nông lâm ngư nghiệp đạt 30%, tổng sản lượng lương thực trung bình hàng năm đạt trên 1.050 tấn, trên kế hoạch 1.000 tấn đạt 105%. Sản lượng đánh bắt nuôi trồng thủy sản trung bình hàng năm 1.500 tấn, trên kế hoạch 2.500 tấn đạt 60% kế hoạch. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 100 tỷ đồng trên kế hoạch 70 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng năm trên kế hoạch 21 triệu đồng đạt 152% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 là 2,88%, giảm 2,62% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách trung bình hàng năm đạt 9 tỷ đồng, ước thực hiện 2015 là 14 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch. Gia đình văn hóa, năm 2014 có 2.077 hộ,
trên 2.709 hộ, đạt 77%, vượt 7% so với kế hoạch. Làng văn hóa 6 trên 8 làng đạt danh hiệu văn hóa, đạt 100%. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có 3 trên 4 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, tăng 2 trường so với đầu nhiệm kỳ. Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hồ dùng nước sạch hợp vệ sinh 100%, trong đó hồ dùng nước sạch 98%. Dự án về nước sạch đưa vào sử dụng năm 2014 là ước mơ và sự phấn đấu nỗ lực hàng chục năm nay của xã nhà chúng ta. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng viên thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100%. Xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015 với 19 trên 19 tiêu chí. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm 2,8%, kế hoạch 3%. Xếp loại đảng viên hàng năm có trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Xếp loại các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, đảng bộ hàng năm có trên 70% chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Ban chấp hành đảng bộ đã lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tốt về công tác giáo dục, về công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác chính sách xã hội, lao động việc làm, các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao và các hoạt động tôn giáo. Mặc dù vẫn còn một số tồn tại hạn chế, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ lần thứ 23 nhiệm kỳ 2015-2020 với những thuận lợi, thời cơ lớn nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức. Đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, mỗi chi bộ trong toàn đảng bộ phải nhận rõ vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của mình, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại yếu kém, nắm bắt những cơ hội, vượt qua khó khăn, khai thác những tiềm năng lợi thế của địa phương, phát huy truyền thống của truyền thống lịch sử của đảng bộ xã nhà trong 70 năm qua, tăng cường khối đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng xã nhà ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Những thành tựu của Đảng bộ Thanh Trạch trong 70 năm qua là thể hiện sự kế thừa, thể hiện sinh động bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức lý luận và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn của Đảng bộ, là kết quả của sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực tự cường vươn lên trong gian khổ khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Trạch ngày càng đổi mới, cùng với cả huyện, cả tỉnh, cả nước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Qua 70 năm phấn đấu xây dựng và phát triển với 22 nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Thanh Trạch đã cùng nhau vượt qua gian lao thử thách trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, dựng xây và đổi mới. Các thế hệ đã nối tiếp nhau viết nên những trang sử vàng chói lọi, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của mảnh đất và con người Thanh Trạch, nơi cuối nguồn Nam sông Danh hào hùng đã đi vào lịch sử. Cuộc đời khó cho đi lại từ đầu,
ông cha qua hơn 500 năm xây dựng làng xã và phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, năng động và sáng tạo trong phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 10-15 bằng sự kế thừa thành quả nhiều năm qua, sự giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành liên quan từ tỉnh đến huyện, sự đóng góp của con em quê hương trong và ngoài nước và bằng tinh thần đoàn kết vượt khó vươn lên của Đảng bộ, cán bộ và nhân dân toàn xã. Thân đề chúng ta đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, về xây dựng Đảng mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 22 đã đề ra, đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Nhưng kết quả đáng tự hào và phấn khởi đó sẽ là tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu cho một chặng đường tiếp theo đầy mong đợi. Nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra cho Đảng bộ, cán bộ và nhân dân xã nhà những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tầm cao mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, thời kỳ giữ vững xã chuẩn nông thôn mới. Bởi vậy, đòi hỏi Đảng bộ, cán bộ và nhân dân toàn xã phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, năng động và sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để đưa quê hương Thanh Trạch ngày một phát triển xứng đáng với vị thế của xã. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, cán bộ và nhân dân toàn xã, cho phép tôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành liên quan từ tỉnh đến huyện, sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân toàn xã cùng con em quê hương trong và ngoài nước đã hỗ trợ giúp đỡ rất hiệu quả trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành liên quan từ tỉnh đến huyện và sự tiếp sức của con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Xin nghiêng mình biết ơn những anh linh, những bậc thánh nhân thành hoàng bồn thổ, những ngôi đình làng hóa thân nối mạch máu giao thông cho xe ra tuyến lửa, nén hương linh trong mỗi trái tim người, những con người vì đất nước hy sinh mãi mãi tuổi xuân bên tượng đài chiến thắng. Sóng linh giang ru tình sâu nghĩa nặng, quê hương anh hùng vang mãi khúc hành ca. Chiến thắng.